giờ thì là chung cư là cái chất âm cái ấy thì mới thì chung cư là cũng được thế thôi. À. Ừ. Mà bên cháu phục vụ cho chú thì có tận tình chú đáo không? Thì nói chung là cũng chú đáo. Và điều chỉnh thì nó là mới thì nghe đi nó cũng được. Và nói chung là sau này mà nó có bất kể vấn đề gì cứ liên hệ cho bên cháu. Xin chào tất cả bác. Hiện tại thì nhà em vừa mới chốt xong một cấu hình karaoke mà vừa mới mang ra ngoài kia rồi. Bây giờ em sẽ cùng với tất cả bác đi xem thử xem là ngày hôm nay bên em sẽ đi lắp đặt một cấu hình karaoke tại nhà khách hàng khi khách hàng đến tại cửa hàng mua sắm các thiết bị âm thanh. Và ngày hôm nay thì khách hàng đã lựa chọn cho mình là một đôi loa SL như này này các bác. Đấy, một dòng loa SL như này. Ok, tẹo nữa đây thì em cũng sẽ cùng với tất bác di chuyển các thứ cũng như là sắp đặt đồ đạc để có thể là di chuyển đến nhà khách hàng để có thể là chốt nhanh và cũng như là lắp đặt xong cấu hình karaoke trong ngày hôm nay. Khách hàng cũng sẽ lấy là những cái bộ cấu hình SLR6 Solar Sound NX20, một trong những cấu hình mà quốc dân luôn rồi đúng không ạ? Và một con đẩy PHD nữa. Và bây giờ ở đây thì em đang có dòng loa của DMX các bác nhá. Dòng DMX CH dòng này là dòng CH12. Đây là một trong những dòng loa DMX cao cấp của thương hiệu DMX. Đấy các bác nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua sắm các thiết bị âm thanh của DMX hay phối ghép các dòng âm thanh cao cấp có thể hoàn toàn là liên hệ qua số điện thoại ngay phía bên dưới màn hình và dưới phần mô tả các bác nhá. Ok, còn bây giờ thì sẽ cùng với em Tỉnh đi cùng trải nghiệm xem là ngày hôm nay bên em Tỉnh sẽ đi lắp đặt các cấu hình dàn karaoke như thế nào các bác nhá. Hiện tại thì bên em đã vừa chuẩn bị đến ủy ban trụ sở Đảng ủy huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đây. Đấy, đây là xã Đại Lai nha các bác. Bây giờ đã chuẩn bị đến nhà của khách hàng rồi thì bây giờ chắc chắn là sẽ phải gọi điện cho khách hàng để xem là nhà khách hàng ở chỗ nào để có thể đi vào trực tiếp. Khách hàng thì bảo là nhà cạnh ủy ban xã, nhà vừa mới xây xong to lắm. Nhưng mà hiện tại đây thì ở đây thì vẫn chưa nhìn thấy, chỉ có một miếng đất trống thôi ạ. Đấy thì chắc khả năng là bây giờ sẽ phải gọi điện cho khách hàng để xem là nhà khách hàng trực tiếp ở đâu. Để có thể là vào trực tiếp nhà khách hàng để có thể lắp đặt cái bộ dàn karaoke này. Bây giờ thì các bác hãy cùng với em xem tiếp theo xem là bên em sẽ lắp đặt các thứ như nào các bác nhé. Và hiện tại bên em đã trực tiếp đến được nhà khách hàng ở ngay chỗ trụ sở công an của xã Đại Lai đấy ạ. Đấy, và khách hàng cũng đã đứng ở kia để đợi sẵn cửa hàng bên em rồi. Hiện tại bây giờ thì bên em đang sẽ lấy hàng xuống để chuẩn bị chuyển vào trong nhà. Mr. Tân và Mr. Thế. Đây là Mr. Thế. Đây là Mr. Tân. Ok, các bác sẽ cùng với em bây giờ sẽ chuyển đồ hết vào trong nhà này để chúng ta có thể là set up một cấu hình karaoke vừa đủ. Bên trong này thì đồ để bên trong này nha các bác. Sẽ có đẩy vang, mic, sub đầy đủ hết luôn. Em sẽ cầm một con là vang các bác. Ê, mic không dây. Không dây dòng Solar Sound đây các bác. Đây là dòng của Solar Sound, còn bên trong này sẽ có một mic NS20 nữa này. Trong này có một con NS20 nữa. Ok, và em cũng sẽ để ra ngoài này luôn. Để ra ngoài này luôn các bác. Đấy, bên trong kia còn một con đẩy nữa. Các thứ thì có lẽ em sẽ mang vào sau. Còn ở đây thì em có một con vang ở đây. Đấy, con vang thì bây giờ sẽ mang vào luôn nha các bác. Em một con vang vang NS20 và một con mic. Một con mic Solar Sound. Đấy, ok. Bây giờ sẽ cùng với em mang vào trong này để chúng ta có thể set up dàn karaoke các bác nhé. Mr. Thế đang tháo một con loa ra và đây là đẩy các bác nhé. Đây là một con đẩy PHD, các bác có nhìn thấy được ngay. Dòng đẩy PHD 2850, con này thì đã giới thiệu đến cho các bác rất nhiều lần rồi. Cái dòng đẩy PHD 2850 này, các bác nhìn thấy được ngay. Đấy. Đây một trong những cái dòng đẩy rất hay, rất là chất lượng. Đấy, bây giờ sẽ đẩy sẽ để bên kia nha các bác. Bên dưới này, ở bên giữa kia thì dưới kia thì sẽ để đẩy vang mic và loa sẽ để hai bên. Đấy, loa sẽ để hai bên bên trái và bên phải kia. Còn đẩy vang mic thì sẽ để bên dưới. Các dòng loa đây sẽ được bóc hộp ra, các cái dòng của SL đây các bác. Toàn bộ là bóc hộp 100% nha các bác. Tất cả là bóc hộp 100% hết. Đấy.
bên kia thì Mr. Tân sẽ tháo hết từ đẩy, vang, mic và sẽ set up đầy đủ trước khi là để lên trên trên trong cái hộp kia để có thể là set up một bộ cấu hình karaoke các bác nhé. Đây thì hiện tại đã tháo hết đẩy vang mic ra, các bác có nhìn thấy được ngay đúng không ạ? Một dòng PHD TA2850, đây là dòng này thì đã giới thiệu đến các bác rất nhiều lần rồi. Rất nhiều các cấu hình đã đi thi công các cái dòng sản phẩm TA2850, NX20 đúng không ạ? Dòng Solar Sound các bác nhìn thấy được ngay, và SLR6. Con này thì nó sẽ có một cái lớp bọc ở bên ngoài nhé. Bọc như này thì nó sẽ tránh được cái tình trạng là xây xước ở bên mặt như thế này đúng không ạ? Đấy, sau này thì sẽ để một cấu hình ở đây giữa đây. TV thứ rất đẹp các bác nhé. Dây rắc các thứ đi, dây rắc cắm ở bên dưới như này. Không gian nhà rất là rộng, các hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Không gian nhà rất là rộng. Ở đây thì nhà vừa mới xây xong các bác nhé. Cái tường tiếp vẫn còn nó chưa sơn đúng không ạ? Đối với các cái dòng như em đã nói, các cái dòng NX20 này rất là hay, vang nhại từ chỉnh âm thanh, các bác có thể nhìn thấy được ngay. Đối với các dòng NX20 như này, dòng sản phẩm này tương đối là tuyệt vời. Đấy, dòng NX20 Solar Sound NX20 này các bác nhé. Những đối với các dòng sản phẩm NX20 này thì rất là hay luôn. Chất lượng âm thanh cực kỳ tốt, từ vang nhại đúng không ạ, cho tới là các điều kiện khác rất là hay. Thì sắc thực tranh lại đem đến sự khác biệt hoàn toàn, lần đầu tiên mà quý vị được trải nghiệm rất đáng yêu. Không chỉ bao gồm những thảo cực chiến đấu mà còn có một phong tinh chất thẩm cực sâu như tinh dầu hạt tiền, cá lớn, rùa biển, lùng vui lùa và sáu chiến quả hình đẹp bản thân. Để mic không dây các bác nhé. Dòng mic không dây nhìn rất đẹp, dòng của Solar Sound đúng không ạ? SLR6, đây là một trong những cái tay mic mà phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Tay cầm toàn bộ bằng nhôm này các bác nhé, toàn bộ bằng hợp kim nhôm. Trên đầu mic này là bằng thép không rỉ, chúng ta sử dụng lâu dài nó sẽ không bị rỉ ở trên phần đầu này, nhìn nó mất thẩm mỹ và nó sẽ âm thanh các thứ nó sẽ kém hơn rất là nhiều đúng không ạ? Bây giờ sẽ lắp pin các thứ vào là để set up xong một cấu hình karaoke như này các bác nhé. Ok, bây giờ các bác hãy cùng với em nhấc đồ lên trên kia và sẽ set up âm thanh và sẽ trải nghiệm cho các bác sau các bác nhé. Hiện tại thì Mr. Thế sẽ cắm nốt cái cổng quang từ TV xuống dưới con vang NX20 như thế kia, thì chúng ta sẽ có thể kết nối được đường truyền từ TV xuống dưới vang, như vậy thì sẽ cho một cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Bởi vì thường khi đi dây từ TV xuống dưới vang, chúng ta một là sử dụng dây AV đúng không ạ, hoặc hai chúng ta sẽ sử dụng các đường cổng quang. Nhưng mà theo em thì chúng ta nên sử dụng các cái đường cổng quang thì nó sẽ cho một cái chất lượng âm thanh nó tốt nhất và nó ra chất lượng âm thanh nó tuyệt vời nhé các bác nhé. CC vào tí không nó đổ. Ngọc Thế, đây là Ngọc Thế. Kỹ thuật. Bên kỹ thuật. Chuyên viên kỹ thuật sửa chữa. Bên em ạ. Đây là chuyên viên chuyên setup vang số Mr. Tân, chuyên setup vang số. Một trong những người setup vang số hàng đầu của miền Bắc. Hiện tại thì đang setup phần mềm này các bác. Có thể nhìn thấy được ngay. Hiện tại thì phần mềm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đây. Đấy, chỉ việc là lên nhạc. Hiện tại đang lên nhạc và sẽ setup. Thì bên em sẽ thường set up cho khách hàng là từ 6 các chế độ. Bình thường các vang số này bên em sẽ set up tầm 6 chế độ các bác nhé. 3 chế độ hát và 3 chế độ nghe nhạc, để làm sao có một cái trải nghiệm về âm thanh tốt nhất ở trong một cái không gian như thế này. Các bác có nhìn thấy được ngay đúng không ạ? Đây là phần mềm chỉnh nha các bác. Chỉnh phần mềm chỉnh vang số đi các bác. Oh, 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 oh
rất là nhiều các cái chế độ như thế này, thì chúng ta sẽ cùng sẽ qua xem thử một chút về âm thanh. Toàn bộ các dòng sản phẩm hiện tại như thế này thì đều là hàng chính hãng 100% và được bảo hành trên lên tới 24 tháng các bác nhé. Đây là một dòng loa của LT12 Pro để các bác nhìn thấy được. Đây là một trong những cái dòng loa mà em giới thiệu để cho các bác rất nhiều các video và rất nhiều khách hàng đã tin tưởng ủng hộ đến với dòng loa LT12 này rồi đúng không ạ? Đấy, dòng này là dòng sản phẩm cực kỳ ngon, nếu bảo hành đầy đủ cho bác là 12 tháng. Đấy, dòng sản phẩm này các bác có nhìn thấy được ngay đúng không ạ? LT12 Pro. Đấy, bên này thì đang set up lại dòng vang và cũng như là mic không dây. Đang chuẩn bị là khóa mic không dây các bác nhá. Đấy, khi khóa mic không dây thì nó sẽ hiện cái biểu tượng như này, các bác có nhìn thấy được ngay đúng không ạ? Đây, các bác nhìn thấy được. Khi tất cả những cái thiết bị của bên em đều có thể chế độ khóa vào, bởi vì khi chúng ta sử dụng tăng giảm nó sẽ không việc gì hết cả. Đấy, sử dụng nó sẽ có một cái nút khóa để các bác nhìn thấy được ngay. Đấy, nút khóa như này đúng không ạ? Đấy, đang dò lại sóng nhá. Ok, ngon lành rồi các bác. Bên trên LR6 các bác nhé, bên dưới NX20, một trong những cái thiết bị rất nhiều các công trình đã sử dụng các cái thiết bị của Solar Sound NX20 này rồi, giới thiệu đến cho các bác rất nhiều lần rồi. Đẩy PHD TA2850 đúng không ạ, dòng âm ly cao cấp của nhà PHD thương hiệu Đức. Đấy, Solar Sound NX20 và Solar Sound LR6 là một trong những thiết bị mà hàng nhập khẩu chính hãng 100% thương hiệu của Anh Quốc các bác nhé. Ở đây thì đang chế một cái bản tăng cơ như này để có thể là set up vang số đây các bác. Ở đây là ca sĩ Ngọc Thế, ca sĩ Ngọc Thế còn về khách hàng. Set up băng số này nó phải tùy theo không gian các bác. Bây giờ đang set up mà tiếng của đã như này rồi, thì bây giờ các bác hãy cùng em sau khi set up băng số xong thì nó sẽ như nào các bác nhé. Nhà bác này rất là nhiều cho trẻ, các em rất là nhiều luôn, rất là nhiều các em trẻ con, rất là nhiều các bé ở trong gia đình. Ok, bây giờ thì các bác hãy cùng với em là xem là sau khi set up vang số các thứ xong này thì chất lượng âm thanh của nó sẽ như nào các bác nhé. Bây giờ bên em sẽ hướng dẫn trực tiếp bác khách hàng của bên em là các cái chế độ hát hò cũng như karaoke. Đấy, đây là điều khiển remote. Bây giờ sẽ hướng dẫn chủ yếu là làm sao để bên kỹ thuật bên em sẽ hỗ trợ bác ấy làm sao để chúng ta có thể là set nhiều chế độ sử dụng trực tiếp trên remote bác nhé. Các chế độ bên em sẽ set trực tiếp cho bác khách hàng là 4 chế độ hát và 2 chế độ nghe nhạc đúng không ạ? Từ chế độ 1 đến chế độ 4 là chế độ hát,
Đấy, chúng ta có thể hát nhiều chép, hát nhiều bát, giọng trầm, giọng bổng và các cái chế độ giọng mà khách hàng yêu cầu, đúng không ạ? Và hai chế độ nghe nhạc, một chế độ nghe nhạc chuyên nghiệp nhiều bát, nhiều tép. Đấy, và một chế độ trung bình các bác nhé, một chế độ nghe nhạc vàng, một chế độ nghe nhạc trẻ. Đấy, các bác cũng có thể thấy được ngay, đúng không ạ? Ok. Đấy, rất là bên em thì khi mà set up các thứ thì sẽ set up làm sao cho khách hàng là đủ tất cả các cái chế độ hát cũng như chế độ nghe nhạc, làm sao có một trải nghiệm khi mua âm thanh tốt nhất. Và bên em sẽ đều có các chế độ bảo hành lên tới 1 năm tất cả các sản phẩm. Và đặc biệt hơn nữa là khi khách hàng mà đang sử dụng cấu hình như thế này mà muốn là sử dụng lên các cấu hình mà cao cấp hơn thì hoàn toàn bên em sẽ thu lại với một mức giá đúng bằng cái lúc mà chúng em bán lại cho khách hàng chưa? Khi mà trong vòng 1-2 tháng đầu khách hàng sử dụng và cảm thấy là muốn nâng cấp thêm thì bên em sẽ nâng cấp mà không mất phí chi phí gì các bác nhé. Đấy, giới thiệu tổng quan lại một đôi loa, các bác có nhìn thấy được ngay, một đôi loa SLT12 Pro. Đấy, kết hợp với đó là một, các bác có nhìn thấy được ngay là một gì ạ, đây là bên trong các bác có nhìn thấy được nhé, một đẩy PHD TA2850, một vang số NX20 và một mic không dây SL6. Đấy, các bác có thể thấy được ngay, đúng không ạ? Ok, bây giờ bên em đã giới thiệu cho khách hàng tất cả các chức năng các thứ đầy đủ. Đấy, và bây giờ chúng em sẽ bàn giao lại cho khách hàng để khách hàng có một trải nghiệm tốt nhất các bác nhé. Chú cho cháu phỏng vấn chú một tí. Chú thấy bộ âm thanh ngày hôm nay có phù hợp với gia đình nhà mình không chú? Cái này thì nói chung là mình chỉ lắp cái nhỏ nhỏ này thôi. Vâng, nó có phù hợp với từ giá thành cho tới chất âm cho tới mọi thứ, nó có phù hợp với nhà mình với chú không chú? Thì bây giờ thì nói chung là cái chất âm với cái ấy thì mới thì chung là cũng được. Vâng. Mà bên cháu phục vụ của cho chú thì có tận tình chú đáo không chú? Ừ, thì nói chung là cũng chú đáo. Vâng. Còn điều chỉnh thì nó mới thì nghe đi nó cũng được. Vâng. Nói chung là sau này mà nó có bất kể những vấn đề gì cứ liên hệ cho bên cháu. Ok, và hiện tại bên em đã set up xong cấu hình và bây giờ chúng em sẽ ra về các bác nhé. Mr. Tân và Mr. Thế, bây giờ chúng em sẽ ra xe và để ra về. Trời cũng đã rất tối rồi các bác ạ. Trời cũng đã rất tối rồi nhá. Đi từ lúc khoảng độ hơn 3 giờ mà bây giờ tầm cỡ là hơn 6 giờ rồi, tầm 6 giờ rồi. Đấy, bây giờ chúng em sẽ ra xe và sẽ đi về nhà các bác nhá. Ok, hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video và clip tiếp theo, những cái cấu hình karaoke mà bên em sẽ đi lắp đặt tại các căn phòng và các gia đình các bác nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip lần sau. Xin chào. Đừng quên để lại một like, một comment cho bên em các bác nhá. Xin chào.